Chào mọi người, hôm nay em lên đô là mẹ anh xem sao nó nào liên hệ em á. Số đà 0349653147 Gia lô đi 0965270762. Này em gấp quá, em đổ thành động này luôn. Đầu tiên á, 4 kg cá lê này, 4 kg cá lê 100.000. Cá 100.000, 4 kg cá lê năm đó. Tiếp theo là mà kim cả này, gồm có 5 cây 20, 5 cây 20, 3 cây, 3 cây dài 15-16, 5 cây dài 20. Bộ này 90.000. Thưa cả 2, 90.000. Đây kia bình nhược này, chấm sụng này, tổng chiều dài chiều cao nó là 12 năm. Và bên này 90.000. Rồi cả 3, 90.000. Lấy cá mèn này, cá mèn phần này người ta làm bằng inox hay gì đấy, còn phần này bằng thép này. Cá mèn này 350. Rồi cá 4, 350. Lấy cái mỏ lết này 300ml, hàng sẵn ký, con khá đẹp á. Miếng này thì chưa sai mấy đâu. Cái này 130. Rồi cá 5, 130. Lên cái này, hàng Lotte 300ml. Miệng đi con liên lạc đẹp này. Cái này 101. Rồi cá 6, 101. Lên cái này, hàng sinh kỳ 250ml. Dạ bằng này. Đây 70.000. Thôi cá 7, 70.000. Tiếp theo cái này thằng Igo này, một người ta khắc đây này, vậy tên người ta, cái này 101 á, hoặc đồng bình thường á, cứng cáp á. Rồi cá 8, 80.000. Lấy cái cạn cửa này, không có ốc này, cửa con bò không có ốc á.
Cạc này sử dụng lưỡi 24. Cạc này 50.000. HK9 50.000. Lấy cái cản cửa đây nữa, mặt cái nha bắn. Không có ốc này. Này sử dụng lưỡi 24 đó. 40.000. HK10 40.000. Lên sắc cày đây này. Này dài là 60 á, 60 có thiếu một tí. Rồi, ông nào sai khắc chữ đây này. Cái này 70.000. Rồi K11 70.000. Lấy cái cày nhỏ này. Cái này 30.000. Dài là 39 này. Rồi cá 12, 30.000. Còn mắp này 1 tấn á, 3 chữ hơn 50.000. Hơ cá 13, 50.000. Một cái quay như này này. Đầu 1/2 á. Đầu 1/2 hàng BTC. Hàng BTC. Cái này 70.000, nó dài là 45. K14 70.000. Một cái thước như này này. Thước như này á. Còn khá cũ rồi. Gà 30 đó. Cái này 30.000. Tam giác á. Hơi cá 15, 30.000. Lấy cái vít nhẫn này. Hàng cá bế cá này. Có con thỏ đây này. Nagoya này, Nippon này. Này chiều dài tổng là 40, gần 45. Này xài vịt BH2 á. Đảo chiều này. Cái này 90.000. 90.000. Cá 16, 90.000. Lấy cái mỏ lếp trắng này. Này đi lo xo năm trước á.
Tao cho năm trước đây này. Này 350 hàng hit. 350 xe 350 hàng hit. Miệng nó mở được khoảng 5,5 cm. 5,5 cm. Cái này 150. K17 150. Ở đây là bảng giá phí ship á. Bảng giá phí ship. Tiếp theo cái này 350 AMCC. Răng này. Miệng mở được khoảng 5,5. Lót xó này. Này 150. K18 150. Có cái cảng cửa này. Cửa này sử dụng lưỡi 25 thôi. Sử dụng lưỡi 25 thôi. Chết mắc này. Nó thuộc qua thuộc ra đấy nhưng mà sử dụng lưỡi 30 rồi. 25 hay 30 ấy. Em bảng 80 nha. Cam 19 80 nha. Có cái kẹo như này này. Hàng tóc bít. Dài là 20. Này chuyến này cắt trang trí 70 ngàn. K20 70. Có 3 cái bít đồng BH3 dài là 28 đấy. BH3 đẹp á. 3 cái này 80 ngàn. K21 80.000 3 cây. Cái cào như này. Này không có hiểu rồi. Chiều nay khoảng 5 này. Nó mở ra thẳng ra ngoài luôn rồi. Chiều nay 15 này. Rồi cào này 50.000. K22 có cái thưởng này, dây á, dây 2 lý á, cầm nặng cứng cáp lắm. Chiều nay 15, chiều nay 30. Thẻ công trì này, hàng này này. Cái này 40.000. K23
kim. Kim này em có 2 cây. Cái này hàng spec này. Cái này vỏ thì khá đẹp này. Mâm thay hiệu. Đằng này. Hai cái dây 18. Cái này thì hơi kẹt á. Hơi kẹt cực này. Hai cái này 100.000. Hơi cái 24. 100.000. Một cái lắc lẻo như này. Hàng Mỹ Tu Loi á, vô chích này. Đầu 1/2 á. Tổng dài là 30. Này đầu này hơi kẹt á. Hơi kẹt này. Còn trai được này, nhưng hơi kẹt. 70.000 á. K25 70.000. Kia cân lực này. Đầu chỉnh này bị hư đó. Hư đó. Đầu 1/2. Hãng là Tohichi. Đầu chỉ hoạt động đầy đủ á. Chiều dài của nó là 31. Này 100.000. Hơ cái 6. 100.000. Lên cái này. Cái này hàng BTC. Có dấu dích đây này. BTC này. Đầu 1/2. Đầu cứng. Đầu cứng. Này 100.000. K27. 100.000. Nên cái bộ bí này này. Cảng này con tạm sử dụng được này. Lúc ném con á. Ô hạt này. Thấy rổ á. Rồi cái này 60.000. Còn chữ da bắn này luôn. 60.000. K28 này. 60.000. Có cái hộp vít như này này. Này thì vịt sinh sơ quá nó hơi còn con xấu á. Đầu vịt thì con khả nguyên. Hàng lót mát. Hàng ở da bắn. Hộp này 40.000. K29 40.000. Có kẹp như này. Không có mọc. Dài cả 25. Dài 25 bảng là 3.7.
cái này 60.000. K30 60.000. Đấy, kim 350 này em sẽ xí á, ngam mở được khi 5,5 thôi, đầy đủ á, lò xo đầy đủ này. Hoạt động mượt mà răng đẹp, 150. K31 100. Bà em lên kia búa như này nhé, cạn này hơi cong nhẹ này. Búa này sai khả lượng á, nặng tầm nở có sai không Nguyễn? Bố em đang 6,5 lần á, nay 70.000. K32 70.000. Có cái đầu co như này này, sắc á. Cột này khoảng 11, tổng hết là cầm 13, 30.000. K33, 30.000. Lấy cái búa này, hơi nứt đấy, hàng đọc vú. Cạn này, đâu nhiều đỉnh này. Rồi, cái này 101. K34 101. Nặng gần 6,5 lần. Tiếp theo cái bô bí này, cạn này hơi ngắn á, 1/2 hàng ổ hạt. Đầu này thì em đã bỏ nhẹ lại rồi, đầu này vậy, tổng năng của nó là khoảng hơn 7,5 lần một tí. Rồi cái này 90.000. K35 90.000. Một cái bùa như này này, mọc đấy. Bùa này nặng 3 lượng. Cái này 40.000. K36 40.000. Có dụng cụ như này nhé, cái này 30.000. K37 30.000. Đến bộ cái kim này, kim này bị lỗi á, hơi cận nhẹ này, mè rí này, hơi kẹt á,
Kim này vít to này, với bể miệng này, chai 18. Kim nhỏ như này này. Kim này vít to này, hơi cận này. Bộ cái này á 90.000. K38 9.000. Tiếp theo cây kim màu quả hàng Black Panther, da hay lắm á, miệng đẹp, còn tạm được. Cái này 70.000. K39 70.000. Bộ mới cái này, cái này thì có lo chó nhảy ra này, hàng tốt á, miệng này. Cái này 70.000. Cá bụng mới 70.000. Đấy, kim cắt này. Kim này dài là 350, hàng MCC, da băng. Kim này đi hơi cận nhẹ đến đâu đấy. Cắt thì bình thường á, cắt bình thường. Này 101. GK 141 110.000. Có cái cày này, sắc cày da 45 này, mọc đây này. Cái này 50.000. Thơ cá bồng 2 50.000. Lên cái này đầu 1/2 á, cá tê xế. Cái này 101. Cá bùng 3. Này cái ngặn này, này. Mitsubishi da 250 á. 250. Miệng thì cỡ 3.5 đó, mở 3.5. Cái này 70.000. Cá bồn bồn 70.000. Lên cái mọc quà này, hàng Black Panther này, da hay lắm. Miền con tương đối 70.000. Cá bồng lắm, 70.000.
Còn mấy kim như này nhá. Cái này của hàng Mary này, 18 này. Hơi cứng này. Cái này da 16 này, cắt này. Cũng hơi cứng nhé. Kim kim gạt xế này. Đây cũng lỏng lẻo nhẹ nhẹ. Một cái vít to này. Miệng trên này thì hơi 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 nhẹ. Cái phui giá này. Dài 18. Bộ này 150. GK 46 150. Xem mày cái kim nguyên đây này. Cái này hơi cẩn đấy thì thắt. Hàng bể vậy đây. Này hơi kẹt á. Hơi kẹt này. Cái kim cắt vít to này. Kim phui giá này. Miệng còn đẹp nguyên á. Cây Mary này. Bụng cái này 200.000. GK 47 200.000. Rồi lên cái Yusuke này. Yusuke này. Giá bằng này. Này nó có lót xo nhảy đá. Này 60.000. Hơ cá 48 60. Em lấy hai cái kim cắt này luôn. Hai cái 120. Hơi cận nhẹ quá này. Hơi kẹt này. Hơi kẹt như này. Cái này hơi kẹt này. Hai cái này 120. Ơ cá bằng 9 tầm 2. Còn mấy cái như này này. Cái kim nhỏ. Cái này cỡ 12 thế này, dài 12 thế này. Cái này hơi cận đến này. Cũng cỡ 12 thế. Cái này cũng cỡ 12 thế. Cái này nó cỡ 16 này. Này 16 này. Này hơi kẹt á. Nằm cái này 100.000. Hơi cả 50. Có kẻ cắt tốn này. Kẻ cắt tốn này. Cái này sai lượng. Dài 21 này. Miệng nó như này á.
Rin như này nhé, 80.000. GK51 80.000. Có ba cái đúc gỗ này, cái này 5 lý này, cái này 9 lý này, cái này thì đó coi 2,5 2,4, hai cái này còn mộc, ba cái này 90.000. GK52 90.000. Có kim phé này, hàng tục. Cái này 40.000. Cái gì? Thơ cá 53 40.000. Đây là ba cái vít đậm như này. Một cái trừ hai cái cầm. Ba cái này 70.000. Rồi cả 54 70.000. Lên hai cái vịt như này. Càng thì nó hơi xấu. Cái này càng tương đối này. Bếp 3 này, bếp 2 này. Hai cái 70.000. Chiều dài là 26 27 đấy. GK55 70.000. Có cái tay thẳng như này bằng nhôm á, hàng đây này đầy đủ hết á, 40.000. GK56 40.000 bằng nhôm. Cửa lê đa năng như này, mặc in tay quán á, 23 32 này 40.000. GK57 40.000. Có cái kẹo như này, mất lo xó, miệng đi hơi cận nhẹ, tay hơi cóng. Quả đây này, này 40.000. GK58
để cái bàn mè như này, mặc cái khóa này. 50.000, size nhỏ thế, từ 5 đến 45 thôi. K59 50.000. Có hai bộ nhỏ như này này, hai bộ nhỏ, bộ này thêm ma nhẹ thôi. À, cái này 50.000. K60. Em lấy cái mỏ lết trắng này, hàng hít 350, lò xo 5 ở đấy, miệng này. Đây thì 350 thì mở được cỡ 5,5 cm đấy. Này thì 150, hoạt động hoàn hảo. K61 150. Lấy mấy cửa này, cửa này đi lưỡi 24 á, lưỡi lượng không á, có móc luôn á, về bắt vô cấy này. Rồi ba lưỡi này 90.000. Lưỡi đi con nguyên chưa mẹ lưỡi nào rồi đó. Hơi cá 62 90.000. Lấy kẹo cắt tốn này, tổng chiều dài của nó là 48 nắm mọc đấy, lười đây tươi đẹp á. Cắt dậy này, này 350 á. K63 350.000. Có cái cao như này này, cao này thẹp hai lớp á, nhìn sáng lắm. Cao cày như này, rồi một cái bá như này này, bỏ vào cho đủ bộ. Hai cái này 50.000. Cá sấu tí 50.000.
lên ba cái bùa như này này, cái bùa nhỏ này còn mọc đấy, bùa đóng đinh này mọc này, bùa go này. Bán cái này 100.000. Rơi cá sâu lắm. 100.000. Đây cái bộ bí này này. Số 1 của hàng ổ hạc á. Hơi cận. Hơi rổ nhẹ đó. 60.000. Gơ cá sào sào 60.000. Lên cái bùa này. Lên xong đây. Bùa nặng 7 lượng á. Bữa nay 60.000. Gơ cá 60.000. 68. Bữa nay hiểu đái số. Đái số. Bữa nay 30.000. Gơi cá xào tạp 30.000. Xào chín là 3 kim mọc quá. Một cây dài 23 này của tuột này. Cây dài 25 của IBS này. Cây dài 25 của sân ký này. Này đều gắn miệng thì còn ít á. Cũng chưa đến nỗi sâu lắm đâu. Bán cái này 150. Gơ cá 69 150. Cuối cùng là cái đầu đôi cá sấu này. Này chiều dài của nó là 56. Đây. Thông số của nó đi. Này 2 tấn á. Nên đúng cái số này. Này đổi cao được ở bụng cờ bụng bá đấy. Này 500.000. Gơ cá 70 500.000. Rồi. Tí đấy. Rồi chào cả anh, hẹn gặp clip tiếp theo.